5 giờ sáng nha. Cái nhỏ gái nó phồn nó trong đây nó nhẹ ô đá lăn chạy. Còn nghe bụi bay mệt cái chân vậy đó. Con nghĩ là chắc là chuyện gì người ta không cho thổi gì hay gì đó. Thổi gì ra cái đầu cái lăn gì bắt đầu từ đó tới chả sao không ai dám thổi gì nữa. Không nghe tiếng thổi luôn. Trời ở đây là vực thẳm quý cô chú anh chị ơi. Đứng rất là hẩm hiu luôn. Đây nè. Hay luôn rồi, đóng vô chúng luôn kìa, ở bên đất kìa. Tôi thấy rồi. Rút nhẹ luôn kìa. Đây lấy cái máy zoom vô coi. Cái gì? Dấu dò, giữ gắn dấu dò luôn. Đúng chân hả? Ừ. Quá ớn rồi. Mô Phật cái gì vậy? Xương sống. Sống gì đó. Thì như xương sống của ông dài bị quá thạch vậy tại. Ờ, Nam Mô Di Đà Phật à. Nè. Nãy giờ có để ý không? Nhìn qua như y như hai cái đầu ông tượng, như một cặp tượng. Ừ, đúng rồi đó. Y như một cặp tượng luôn, đang nhìn qua núi Cấm á. Hóc mắt mà. Ừ, hóc mắt với cái mỏm lỗ mũi cái dồi á. Giếng tiên, giếng tiên. Đây là giếng tiên của núi Bà Đội Ôm nè. Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn, những khán giả thân thương của kênh Hoàng Nam AG. Hoàng Nam AG rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video ngày hôm nay của Hoàng Nam AG. Và đây là cái con đường để dẫn chúng ta lên tới vị trí của cái tảng đá lăn ở trên sân tiên núi Bà Đội Ôm theo lời của bác Tám đã kể lúc đầu. Thì lúc đó là hừng sáng, trời không có mưa, không có chuyển. Nhưng mà lạ một điều là cái tảng đá nối liền sân tiên thì nó bỗng rớt xuống. Và người dân cũng như bác Tám tận mắt chứng kiến cái cục đá đó nó rớt xuống. Thì theo như bác Tám trai kể là nghe tiếng hị hị nó rớt xuống. Thì bây giờ Hoàng Nam AG sẽ đi lên tới trên đó, tới trên vị trí cục đá lăn xuống để ghi hình cũng như là chia sẻ với tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Trên đường Nam đi thì gặp một cái tịnh thất ở tại Tư Gia, tịnh thất tên là Vô Tướng nè quý cô chú anh chị. Thì mới hỏi thăm là cô có chỉ là ở đây có một cái lối mòn để dắt lên trên cái vị trí đó, nhưng mà đường rừng rất là khó đi. Thì cũng bữa nay chắc cũng xé rừng nữa rồi, cũng mạo hiểm để đi ghi hình cho quý cô chú anh chị mình cùng xem nha cả nhà. Mong quý cô chú anh chị và các bạn yêu thích Hoàng Nam hãy đăng ký kênh cũng như là cho Hoàng Nam một yêu thích video để làm động lực cho Nam làm thêm những video nữa khám phá về vùng bảy núi tâm linh, để mà chúng ta sẽ tiếp tục ghi hình chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình cùng xem nha. Có hỏi đường lên chưa? Có, cô nói cái đường này đường mòn đi lên trên chỗ đó nhưng mà nó hơi khó đi. Là cô đang tụng kinh trong đó chỉ mà mình hả? Ừ. À vậy là cũng may mắn ha. Hy vọng sẽ tìm thấy. Có cùng trắng trắng bự bự. Ở đây thì không phải, Nam thấy cô nó lên xa không? Cô nói đi dài lên, hồi nãy có hai vợ chồng chú kia gánh xài đi lên trước rồi. À. Ở đây Nam thấy hình như có đường này là cái đường xây dựng bùn nước hay gì á. Sẽ là ngày xưa người ta lên đây người ta gánh xài trái cây á. Để Nam đi vô đó khám phá cho quý cô chú anh chị mình xem nha. Thử xuống rừng đi đừng có phá cây. Sử dụng cái chàng tay thì cuối cùng bị chưa bị. Cái kiểu như là không có cho phép dần văng cái cục đá xuống. Từ đó sao không ai dám lên đây luôn. Ở đây cũng có những khối đá rất là lớn. Đây có những tảng đá dậm trước cho nó có tiếng động. Tại ngày hôm qua đợt trước thì đi khám phá gặp ông dài rồi. Đá quá to. Mà bây giờ mấy anh em mình không biết tảng nào đúng không? Đúng rồi. Ở đây làm như nó có cái hốc. Bữa nay mấy anh em cũng đi khám phá nữa.
Ở dưới này thì có cái hốc. Cái hốc nằm dưới một tảng đá khá là to luôn quý cô chú anh chị. Khu này nhìn cũng khá là âm u ha. Xin mời cả nhà mình cùng đi khám phá với Nam nha. Hình như ở đây chỉ có những cái tảng đá này thôi chứ không có gì. Ở đây còn khá là hoang sơ. Đi ra bây giờ mình đi ra mình tiếp tục đi theo cái con đường mòn để tìm lên vị trí của cái tảng đá lăn mà bác Tám đã chia sẻ. Đi theo đường mòn luôn. Ở đây là quá chừng cây cối rồi, mũi á, rất là nhiều mũi. Nhưng mà cái điều mà khi mà quý cô chú anh chị và các bạn mình đi đường rừng á thì nên trước khi mình đi mình nên dậm dậm nha, tại vì ở trong này cũng không biết có mấy huynh gì ở trong này. Đừng vô. Quý cô chú anh chị và các bạn đừng có rời khỏi màn hình nha. Còn hãy cùng dấu không nằm tắt dấu rồi. Mất dấu rồi. Hãy cùng với Hoàng Nam AG chúng ta sẽ đi tiếp tục. Hình như tới đây sao không thấy dấu vết gì. Đường nào? Có, không thấy có lối dậm nè. Này là đi là xé rừng quý cô chú anh chị mình. Đúng rồi. Đúng là hoang sơ thật sự. Rừng núi. Ở đây có một cái tảng đá khá là to kìa, cạnh khến. Ở đây là đá lớn không? Đá lớn, tảng tảng nào tảng nấy khủng khủng không? Đi lên. Mô Phật à. Anh em cũng gặp. Hôm qua giờ sao toàn là mấy chú dài đi chứ giờ nó kêu mấy ông dài, tại vì cũng nhỏ nhỏ mà. Bò rồi. Hôm qua giờ sao gặp ông dài hoài tại. Mấy ông mà đi mấy núi kia không thấy anh em. Qua ừ. Bà Đờ Ôm thì rất là nhiều. Chắc mấy ông à. Núi Bà Đờ Ôm. Đứng ở đây thì mình nhìn qua thấy núi Cấm luôn. Đây mình mới lên bên chừng xíu mà nhìn thấy Thiên Cấm Sơn rồi nè. Thấy Thiên Cấm Sơn rồi, bữa nay trời cũng không được đẹp ha hai anh. Trời cũng đang chuyển nha. Đi lên, đi lên. Đi thôi. Tiếp tục. Ồ, tới đây im rồi nè. Có đường đá nè. Nằm theo đây có một cái viên đá. Cái tảng đá này rất là to luôn quý cô chú anh chị mình ơi, bự lắm. Khi nào cái hang này thông qua cái hang hôm qua mình đi không Nam? Cũng có thể. Nguy lắm ạ. Cũng có thể. Trong đó mối đất không cần. Sao gặp hang vậy ta? Mưa bão thì cứ quét xuống không cần nữa. Đất bùng lên này. Ở đây nó như có một cái hàm ếch luôn kìa. Cái hang này như một cái hàm ếch luôn. Ủa, kê đây một cái. Kê một kia một cái. Nè, nó kê bên này một tảng kìa. Nó kê dưới chân nó một tảng nữa. Tảng đá đúng là tảng đá khổng lồ thiệt chứ. Quá to rồi. Ở đây không có điện mà nó có như cái hàm ếch. Cái ngạch vô á. Bự lắm, bự cái tảng này. Trời ơi con tắc kè núi kìa hai anh ơi. Gì? Tắc kè núi. Tắc kè núi là nó đang sao nữa? Nó bự lắm. Bự lắm hả? Nó đen đen. Lâu lắm rồi tôi mới gặp kiểu này nha. Sao? Từ từ, từ từ. Trời ơi. Từ từ. Luôn kìa. Nó đen kịnh luôn. Đó, nó mới bò vô trong đá rồi. Cái gì?
con tắc kè núi. Tắc kè núi à, bự không? Khoảng chừng hơn nửa cầm tay em. To lắm hả? Ừ. Đen kịnh nè. Còn không? Bò vô trong kẹt đá rồi. Kẹt hả? Ở đây đúng là tắc kè. Đúng là mấy anh em mình đang đi lên là đường lên dốc đá đúng luôn á. Nước mà đội rồi mình thấy là đúng là động vật hoang dã còn nhiều hơn. Quên nước cấm nhiều khi mình đi thấy ít ha. Lên đây nhớ vịn vịn mấy tảng đá rồi mới quên. Không biết người ta có nuôi gì mà sao để mấy cái máng đồ hay sao. Sóc nữa kìa, mới lên đây thấy sóc chạy nữa nè. Ồ, sóc là trên nhiều lắm. Cái gì? Có để đồ ăn nè. Có đồ ăn nữa hả? Thôi mình tiếp tục đi. Con đường này là còn quá quang rồi. Là hai anh em mình đi, mấy anh em mình đi tự nhiên luôn á. Đi tự nhiên đi này, đi trong rừng luôn đó. Chứ bây giờ không có xác định được cái vị trí cục đá nó lăn xuống. Từ từ đi, mò đường từ từ. Mình nhìn chứ mình thấy một tảng chứ thật sự là nó tới 2-3 tảng nè nghe anh. Khối lớn luôn ha. Khối lớn, 2-3 khối lớn nó chồng lên nè. Ok, mấy cái xài này ở đây là ước chừng là khoảng chừng trên 100 năm xiền luôn á. Mấy cái xài hết sức là cổ thụ rồi. Đá này nhìn như mặt thú vậy nè. Hả? Như mặt thú. Nè. Đó, thấy không? Đúng rồi. Tới 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 nè. Ừ. Nói chung là đá mà núi Bà Đội thì qua nay mình phát hiện những cái hình thù đầu thú không? Đúng rồi. Nhiều. Để coi cái mặt này dòm về đâu nha. Dòm lên. Nếu mà vị trí là ở đây thì là đang dòm lên trên đỉnh, nhìn lên hướng nhìn lên trên đỉnh núi Bà Đội. Quá chừng luôn. Thôi lần tiếp. Tiếp tục đi. Chim chóc đang kêu. Một chó im rồi. Em ru luôn. Đó đó. 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 Và chúng ta có thể cảm nhận được cái sự hoang vắng cũng như là cái nét nguyên thủy vẫn còn nhiều ở núi Bà Đội không? Đặc biệt là nhiều động vật hoang dã. Ở đây đi dài lên nghe tiếng chim rừng đó, nó hót líu lo luôn. Tại vì ở bên núi này nó còn quá trời hoang sơ. Mình thấy một con bồ cát nó rất là to á. Kìa, kìa. Ủa, không lẽ trên đây có nhà ở sao có chó nữa ta? Thấy có một cái trại trên này nè. Hai con chó. Hả? Mô Phật à? Ủa sao? Em không thấy ta. Nó đảo đảo vòng tròn, nó đang bay vòng tròn trên bầu trời á, mới bay qua cái tầm nó đi săn luôn. To lắm luôn. Sao không thấy nè? Nó bay theo hình vòng tròn á. Đi hay gì rồi? Đang săn mồi. Đây hàng ngách đồ rất là nhiều á. Sao ráng dữ, người ta vú dọ một đống luôn kìa. Ê, quá trời vú dọ luôn. Nam mô Di Đà Phật. Ê, vú dọ dữ lắm, vú dọ luôn kìa. Kìa kìa, ở bên đất kìa. Tôi thấy rồi. Rất nhiều luôn kìa. Rồi. Lê lấy cái máy zoom vô coi. Cái gì? Dấu dò dữ lắm, dấu dò luôn. Dấu chân hả? Ừ. Dấu chân thú. Đâu đâu coi. Dấu chân thú á. Đây nè. Chân gì? Kìa, dấu chân thú rồi. Dấu chân động vật hả? Ừ đúng rồi. Kìa, nó trong đất á, trong mảnh đất kìa. Từ dấu dò trên kìa. Bự bự không à. Thôi để bây giờ mình cho máy đi xuống dưới hang để chúng ta xem kỹ coi dấu chân gì nha.
Cái sân động vật là biết rồi đó, nhưng mà không biết là loài gì. Có đẹp không? Ở đâu tao không thấy. Về luôn rồi, chà. Cái con gì nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào hang. Trên này có cái trại nữa anh ơi. Cái gì ạ? Ở đây có những cái tảng đá lớn nó bắt đầu có dấu hiệu phong hóa gia quy rồi nè quý cô chú anh chị. Để mình zoom gần lại nha. Nè, những cái tảng này là nó có dấu hiệu phong hóa chưa, gia quy chưa. Nhưng mà cái điều đặc biệt phải nói ở đây là cái núi Bà Đội này nè. Những cái tảng đá nó vô cùng bự luôn á. Tảng đá rất là to, những tảng đá khá là to luôn. Với những cái cây xài, cây xài cổ thụ. Đi, đi lên đi. Đi. Có trồng cây gì với mấy anh em mình đi khám phá nè. Thì quay thôi. Cô chú anh chị coi tảng nào, tảng đấy nó bự ra nè. Mấy cái đá tảng khủng khủng không à. Còn cái khe khủng khiếp khe. Ừ. Đá này nó to bằng cái nhà của mình luôn đó nè. Một con mắt luôn. Một con mắt luôn anh Ngọc. Y như hải tặc anh Ngọc ơi. Giống như hải tặc một mắt vậy. Hết sức lạ luôn. Cái gì? Nè, đi ra xa này đứng nhìn qua nè. Nè, nhìn như nè. Giống mặt hải tặc một mắt không? Thôi nè, cho bà con mình lựng đi. Mình nhìn không biết. Nam Mô Di Đà Phật, quý cô chú anh chị mình thấy rõ không? Không biết quý vị làm sao, chứ Nam nhìn là Nam thấy rất là rõ nha. Nguyên một cái đầu đang ngước lên nha quý cô chú anh chị, y như cái đầu của ông dài nha. Cái mỏ ở trên nè, đây là cái hốc miệng ở dưới thấy rõ ràng nha quý cô chú anh chị. Quá ớn rồi. Nào nó nè. Nè anh nhìn vô máy em nè, máy anh nhỏ anh không thấy. Nè. Thằng chú lên phải không? Ừ. Hướng lên phải không? Nguyên cái đầu đang ngước lên nè, nè có cái miệng luôn đó. Rồi nè cho cô chú anh chị xem clip. Trên này có hang rất là bự luôn. Ôi ôi cái cục đá trên này nó khủng khiếp, cái cục đá rồi. Nam Mô Di Đà Phật. Trong những hòn núi rất là bí ẩn. Cái cục này nó hết sức là khủng khiếp rồi mấy huynh ơi. Nhìn thôi là lạnh mình luôn á. Nổi gì đó hả? Ừ. Cái tảng này hết biết lớn rồi. Có cái hang rất là to nha. Có cái điện gì không ta, sao mà thấy rộng lớn dữ à. Rộng lắm, mênh mông lắm. Hả? Lên nè. Từ từ, không có đường lên nè, trơn trợt á. Ui dạ. Gì vậy? Không. Ôi gì đâu mà hôi lôi ở phía ngoài luôn nè, cô chú đi. Ui dạ. Từ từ nha. Không biết bạn đá bự đâu nữa. Sao mà hôi lôi dính cái chân có xíu xíu à. Ôi ôi, ở đây có cái hang, cái ngách đi lên nè. Hang bự lắm. Hang bự có ngách đi lên nè. Quá
con gì bò hay không mà cho lắng lự ta. Cái hang ở trên này hang bự quá, có ngách đi lên hai anh ơi. Hai anh ơi. Từ từ. Bụi đóng công không? Mà bên đây nè nó lắng lừ luôn. Nó lừ như cái cơ nè. Ờ cái chỗ hốc mình có cái hang cắm xuống kìa. Còn đi để cho nó lên cho đá chân đi làm được nè. Con nằm một đống đi. Nằm gì đi không được, khó đi lắm. Đây là trước mắt cô chú anh chị là cái hang nha. Cái hang này là cái ngách ở dưới cạc đá sau đất nó láng quá trời đây nè. Gì nè? Cái hang năng lượng luôn hả? Ừ. Nè, nằm sâu lắm, sâu vô trong đá luôn nè. Sâu dữ lắm. Cái hang này sâu dữ lắm. Hang sâu hả? Ừ. Có hang bự quá trời. Rồi nó mô Phật cái gì vậy? Kiến cá. Hụ hoài hết hồn. Kiến cá. Nam mô A Di Đà Phật. Từ từ. Láng dữ vậy ta. Có nước chảy xuống nữa kìa. Cái hang này có cái ngách đi lên một ở trên đó hai anh ơi. Ngách hả? Ừ. Có ngách, cái hang này có ngách. Nhưng mà cái cục mình đưa máy vô sâu trong cái hang này. Bây giờ chỉ đứng đây quay cho cô chú anh chị xem thôi chứ Nam không có vô đó được, không có lên đó được. Mấy cái vụ này là không có giỡn được nha. Mấy vụ này là Nam là khám phá thôi chứ không có dám thám hiểm đâu. Hàng sâu có ngách lên mà nó tới hù. Bên đây có hàng sâu lắm hả? Ừ. Nó sâu thì nó không sâu mà nó đi vô đó cái nó có cái ngách nó đi thẳng lên trên kia. Leo lên. Thôi tôi không lên đâu à. Ai lên lên nha. Thôi à. Leo lên. Thôi. Không không không. Vô đây sao mà nó láng dữ thẳng chị luôn nè. Thôi. Lên. Này chạy đâu vậy? Chú màn hình mình nè. Lên đâu? Lùi thôi. Ai đây ở nha. Ôi chạy luôn rồi. Cậu lên đâu? Xuống. Xuống nguyên cô chú anh chị ơi, xuống. Xuống đi. Em tạm dừng máy để em đi xuống cái rồi. Em đi xuống cái rồi em quay nữa nha. Rồi đi xuống tới dưới rồi, leo được xuống tới dưới rồi. Ở đây cũng có một cái cục đá nhưng mà Nam không nói hình thù đâu, quay cho cô chú anh chị xem rồi cô chú anh chị thấy gì thì để lại bình luận đi. Nam chỉ quay thôi, không dám nói nữa, nuôi linh không dám nói. Đặc biệt là cái khu vực này hồi nãy ha, hai ba cái hang là hang nào hang nấy là phải nói là nó rất là sâu. Nó sâu mà đất nó lắng lứt luôn. Hồi nãy là em có quay cho cô chú anh chị mình xem rồi đó. Bây giờ mời quý cô chú anh chị mình sẽ tiếp tục cùng với em đi dài lên trên khám phá tiếp. Nguyên một cái hang hình tam giác đất bóng lưỡng ở bên này nè. Từ từ nha. Cô chú anh chị ơi, một cái hang ở trong ngách đá, nó có cái ngách đi lên y gan như cái hang bên kia luôn nè, nhưng mà nó quá tối rồi, em quay em không thấy được luôn nè, quá tối rồi, quá tối rồi. Tại vì đây có mấy cái vô Nam ơi, anh vô đi. Trong có gì nữa? Cây. Vô đồng ơi. Vô. Thôi, vô đâu. Vậy. Ẩn mà. Láng vô, mà, vô. Láng mà còn cái đường thông bên trên lắng lư luôn nè. Vô. Thôi. Đi vô. Thôi. Thôi đi gì ba thằng lớn. Thôi. Anh Tùng, vậy? Anh Tùng xưng phong vô trước đi anh Tùng. Không vô chút xíu nữa. Ờ vô chút xíu đi. Anh Tùng vô nha, con không có vô. Thôi đi ta. Nam không có vô nha, để anh Tùng mở hàng. Được phải không? Được phải không?
chân đất không phải gì đâu, chân kìa, phía trên kìa. Trên gì? Có cái ngách lắng lừ không? Ngách gì đâu, thì hai gạt đá bình thường thôi, có gì đâu. Vô, vô, vô trước đi. Vô đi. Gạt đá bình thường vô đi. Vô đi. Đất không, cát không. Dưới chân này cũng có một cái gì. Vô, vô luôn. Rồi, vô luôn. Mưa nó trâu xuống thôi chứ có gì đâu mấy ông ơi. Nè, ở bên này nè. Bên này có một cái kẻ nữa nè. Cái thằng lằn núi nhiều quá. Trên này có mấy cái khe nó chồng lên nhau nè. Cao lắm luôn. Cái chân nè. Những cái khe này ở trong nước còn nhiễu toản toản trong kìa. Một cái đằng xa thế thấy. Thằng lằn hay là cắt kè ta? Thằng thấy nước luôn. Thằng lằn núi ở đây nhiều quá ta. Hình như ở đây là sân tiên hay gì hết ta? Phải không? Phải không biết. Sao thấy nó bằng tháng à? Bằng tháng. Những cái tảng rất là bự. Những cái tảng đá bự rất là bằng tháng à. Ê, ở đây cũng có hang nữa. Mô Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nó láng anh Tùng ơi anh Tùng. Ừ. Hốc đá tạo thành một cái hang. Sao cái cục đá này làm hình với ta? Gì? Nè. Vậy thôi đừng bước lên đó. Sao núi bà đó ôm hang nhiều dưới anh Tùng? Hang nữa. Hang nữa. Vô, hang. Quá lớn cái bãi đá này mấy anh ơi. Không có người dẫn mình. Một cái mặt nữa. Không xác định được cái vị trí cục đá nó bay xuống. Một cái mặt nữa. Không phải cục đá này không nữa. À có mũi luôn, có càm luôn. Đây, mũi càm mắt. Chắc là ở đây rồi. Kìa. Đây nè. Có một cái vết tích là nó bị bể phân nửa nè. Không lẽ cái khối đá này ta? Phải không? Rồi chắc người nghĩ là khối đá này rồi nè. Có một cái vết tích rất là mới luôn kìa. Nó bị tắt rồi. Trên nè. Này cô chú anh chị. Kìa cái dấu bể còn kìa. Rất là nhỏ nha, nhưng mà trên đây trên quá đỉnh to đầu luôn. Á. Đỉnh đầu có cái dấu bể kìa. Rồi, gì vậy này chính xác là mấy anh em mình đã lên được cái khu vực này. Đó dài thòn đó đó hả? Ừ. Nó, nguyên một đó ở trên đó. Đỉnh nó có một cái vết đó nè. Tét luôn kìa. Tét xuống à. Này nó cao nó sâu lắm nè cô chú anh chị. Cái này là vực thẳm á. Nè như máy này nè. Sâu có tuốt dữ luôn á. Rồi đi xích vô năm, xích vô năm. Sâu lắm, đừng giỡn. Này vực thẳm á. Đừng không ạ. Mấy khối đá này nó dừng đứng không ta? Ê, vô đó đây. Nhìn gì như hái đâu cũng tưởng đi, anh Tùng đúng cái điểm này. Nãy giờ có đế không? Nhìn quay như y như hai cái đầu ông tượng, như một cặp tượng. Ừ, đúng rồi đó. Y như một cặp tượng luôn, đang nhìn qua núi Cấm á. Cái hốc mắt phải không? Ừ, hốc mắt với cái mỏm lỗ mũi cái dồi á. Giờ chút xíu thì mấy anh em mình sẽ tiếp kiếm đường đi xuống cái khu vực cái phần đá đã rơi xuống nha. Như quý cô chú anh chị nhìn thấy cái này giống hai cái đầu của hai ông tượng nhìn về núi Cấm không? Để là bình luận cho Nam biết nha. Nam thấy giống quá giống nè. Núi Bà Đội Ôm thật sự những cái tảng đá bên này nó có những cái hình thù rất là đặc biệt. Sâu quá, sâu. Sâu lắm, đừng bước xích ra ngoài, nguy hiểm lắm. Cái khối đá này chúng ta liên tưởng tới đầu voi to, khổng lồ. Đây thì mình không có nói đầu ông tượng tại vì núi Bà Đội không phải là núi tượng như Quy Sơn thôi. Nhưng mà nhìn rất là giống. Ta xem cái vị trí nó được đá nó bị tét hay nè. Tét hay nè. Quá khứ hai tảng này bự rồi. Thì nhìn rõ là nhìn cứ như là hai động tượng luôn. Hai luôn chứ phải một, một cặp tượng. Còn đây là cái vết mà cặp tượng khổng lồ luôn. Cái đá nó bể ra. Nó bể ra nó rớt dưới nè quý cô chú anh chị. Cái vết này nó một năm mấy rồi mà sao nhìn nó còn mới dữ ta?
anh Tùng. Hả? Cái vết này nó năm mấy rồi mà sao nhìn còn mới vậy ta? Sáng đúng không? Ừ, sáng trưng à, trắng phao à. Nó bể đi một cái phần cũng khá là lớn rồi nha. Từ ở phía trên nè, tuốt trên đây nè. Nó mắc đi một phần tới dưới đây luôn nè. Vì là chứng tỏ cái khối đá đã rơi xuống là rất là bự nha, chứ không phải nhỏ đâu. Mà thường thì những cái khối đá lớn như thế này á, nếu mà mình theo mình suy nghĩ thôi nha, nếu mà có rơi á, thì sẽ rơi nguyên một khối, tại sao lại có cái hiện tượng là chỉ một giống mảng. Như là có một cái tác động nào đó nó chạm chẻ. Vào đây, nó chẻ ra một phần chẻ, nữa chẻ một phần đi một phần. Cái khối đá này chẻ một phần xuống đúng không? Đúng ừ. Nó chứ thường là nếu mà rơi á, hiện tượng rơi thì sẽ là rơi nguyên khối, nguyên khối chứ không có chẻ chỗ này, chẻ phần nữa như vậy đâu. Mà ông thấy chẻ ngọn, chẻ gan như chẻ ngọt xuống luôn á. Ừ, tảng gan xuống luôn không? Ừ. Với thêm một cái điều đặc biệt là những cái tảng đá ở cái bãi đá này thì nó có hình da quy y như da của một con voi. Da quy hả? Ừ. Trên này phải không? Nó lằn lằn hằng có một con voi á, y gan như da voi luôn. Đây có một cái mới vừa phập xuống đây, thấy nguyên cái rễ cây làm hết hồn, y gan ông dài cũng đang nằm đây nè quý cô chú anh chị mình. Ở đâu nè? Nè kìa. Mới nhìn giật thịt luôn cây. Có một cái rễ cây ở đây nó sằng cù mà nó lồi lên giống giống như ổng, mà mình nhìn kỹ thì mới biết là cái rễ cây. Ê, cái rễ này đi sâu vô trong hang nó luôn kìa anh Tùng. Á trời, cây rộng thênh thang ta. Xuống, phóng xuống luôn. Bây giờ mình đi xuống dưới luôn nha. Bây giờ hai anh em đi xuống dưới luôn. Đây nè, cô chú anh chị, nhìn nè. Ở trên mới nhìn xuống cái là giật thịt luôn. Làm giật mình đó nè. Giật mình, thật sự là giật mình. Cái rễ gì mà ốc nổi. Xuyên vô tới trong một cái rễ. Kìa, nó ăn dài một cái vô trong luôn. Cái hang luôn nè. Nè. Đó, nó ăn dài vô trong cái hang luôn. Ở đây thì cũng có những cái tảng đá nó đang có dấu hiệu phong hóa nè. Có gì đâu. Mới nhìn cái rễ cây này giật thịt. Mới nhìn giật thịt. Hang, ở dưới này có hang nữa. Nè. Đây năm năm. Hả? Ở đây như có đá thạch anh nữa nè. Có không? Có nè. Nhóc lên luôn nè. Thì nãy em nói nó có dấu hiệu phong hóa đó. Ở đây nè, thử là nhiều lắm luôn á. Ê, nguyên cái tảng này luôn nè. Nguyên cái này là nó không đó. Đá trồng đá đúng mà. Quá đá rồi. Trồng thấy ở dưới có một cái tảng nó quá trời, nó to luôn mà nó giống như là thạch tảng luôn kìa. Khi nào là lên khối đá đó không nha Nam? Mô Phật à? Đây nè. Cây đủng đỉnh này sức sống mãnh liệt quá cô chú anh chị ơi. Ở trong đá mà không có một miếng đất nữa mà coi nó sống. Cái nó chỗ buồn ra nó tươi cơ kìa. Chỗ buồn ra xanh luôn á. Ờ, cây đủng đỉnh hả? Ừ. Ở đâu mà trong đá mọc ra nguyên một cây đủng đỉnh nó xanh luôn nè. Ờ, nguyên một cây cái buồn của nó ừ. Hết không nó xanh nữa. Hết sức xanh rồi, nó tốt kìa. Mọc trong đá luôn hả? Ừ, nằm một trên gần trên đỉnh núi luôn mà ở đâu mà trên đá mà mọc ra cây đủng đỉnh. Hết biết tươi rồi. Cá đây cái. Nè quý cô chú anh chị mình. Đây một cái. Cái tảng này là nó ngồi giữa luôn á. Nó bị tét rồi một miếng rồi nè, nó chuẩn bị nó gớt ra mà không biết nó gớt ra lúc nào nè. Nó chẻ ra luôn á. Hả? Nó chẻ hở ra biết bao sâu luôn kìa. Ôi con dò nó ơi. Nó. Tét hay gì? Ừ, nè. Đây nè. Tút ở dưới đâu một miếng à? Ừ. Một ở trong kia một miếng nữa kìa. Nó, một ở bên đó đó. Có đá này quá cũng bị chẻ nhiều quá ta.
đá thì bị chẻ rất là nhiều luôn. Mà mình cô chú anh chị thấy có lạ không? Tảng đá ở trong này nó mắc rượi chứ nó đâu có cái tác động gì bên ngoài mà sao mà cái tảng đá nó lại chẻ ra như vậy ta? Tại sao mà cái tảng đá mục ở trong này mà nó lại chẻ ra như vậy, nhìn nó cũng lạ hết biết lạ rồi. Nó mục thôi ta, tét kìa. Nó tự tét luôn hả? Giống như là tét ra vậy. Ngộ quá hả? Chẻ rồi hả? Ừ, đó. Ngộ thiệt ngộ á. Ở đây phải không? Ừ. Tét y gan như cái mũi thương rồi, nhọn quắt kìa. Đi. Cười chú anh chị mình nguyên thấy không? Nguyên một cái đường răng luôn. Từ nguyên một cái đường luôn gan như là cái xương sống, xương sống vậy đó, y như xương sống của ông dài bị quá thạch vậy tại. Ờ, Nam Mô Di Đà Phật ạ. Nè, nó dài lên trên luôn nè, tới phía trên luôn phải không? Ừ, nó tới y như cái xương sống á, nguyên một cái lần luôn, từng đốt nó rõ ràng luôn phải không? Tới đây là hết nè, y rang như cái xương sống mà bị quá thạch trong đá. Ừ, thôi đi vô. Hết sức là cái rễ cây hồi nãy mới bằng đầu đi xuống là nhìn lạnh ốc. Ở ngóc cái rễ cây này thiệt tình chứ. Ở ngóc cái rễ cây này luôn á. Nó nằm dài ở trong hang luôn nè cô chú anh chị. Đi sâu vô trong hang luôn, cái rễ cây này nó ăn rất là sâu. Để nằm zoom gần lại nè. Khá là sâu luôn, nằm mục ở trong hang trống luôn. Cái rễ, hết biết cái rễ cây này rồi. Hình như cái rễ này là cái rễ, hình như cái rễ của cây xài. Tại đây thấy có một cây xài nè. Bộ rễ phải nói là hết hồn cái bộ rễ này thiệt chứ. Nó cắm vô đây thì Nam nghĩ nó là cái rễ của cây xài núi. Tại vì cái rễ này nè, cái rễ này nè là của cây này, của cây xài. Cái tảng này nó nằm khá là thôi lôi luôn. Cây xanh ở phía dưới kìa. Đây là cái chỗ cái miếng đất mà hồi nãy mình ở dưới đó, miếng đất của bác Tám đó quý cô chú anh chị. Thì bây giờ là anh em đã tìm được cái vị trí và đã xác định được cái chỗ mà cái tảng đá nó tét ra, nó lăn xuống. Thì bây giờ là tại vì ở ngoài này nó nằm rất là meo, rất là treo leo luôn, như vực thẳm. Nam sẽ nói cái cây này ra để gọi cho quý cô chú anh chị mình xem cái tảng đá đó thôi nha, cho biết thôi. Chứ còn ra thì không dám ra, tại cái này là cầm cây nè. Nè quý cô chú anh chị mình, đó cái tảng trắng ở trước màn hình của quý cô chú anh chị là cái tảng đá mà nó rớt đó, nó nằm nó trắng tư ở dưới này nè. Là cái tảng này là nó khoảng một năm mấy trước là nó tét ra, nó rớt xuống, nó tét ra một mảng ở phía trên mà nãy Nam có quay đó, trắng phiếu luôn phải không cả nhà? Phải nói là một cái tảng đá trắng như là vôi, trắng như vôi luôn á. Rồi cả nhà xem được vậy thôi nha, tại Nam không dám ra. Trời, ở đây là vực thẳm quý cô chú anh chị ơi, đứng rất là hẩm hiu luôn. Đây nè, một ở dưới này là nguy hiểm luôn, đứng nó là gung chân luôn á nè. Một ở dưới này là vực thẳm không à? Vực thẳm á, từ cái đó mà xuống đó thì cũng phải là cái trăm thước phải ít đâu, nguy hiểm cực kỳ luôn. Giờ ở đây trên cái tảng chỗ mà mình nói sân tiên nãy là quý cô chú anh chị,
là ở đây là Nam phát hiện được một cái hình như là cái giếng tiên. Ở đây nó cái tảng đá này nó lạ một điều là nó hủng xuống một lỗ nè. Tạm gọi là giếng tiên đi. Chứng tỏ khu vực ở trên đây là sân tiên. Sân tiên. Còn những cái sân tiên thì có những cái giếng nha. Cái tảng này nè. Tảng này nó rất là hẩm hiu nha quý cô chú anh chị. Cái giếng tiên này nó nằm rất là meo. Giếng tiên hả? Giếng tiên. Đây là giếng tiên của núi Bà Đội Ôm nè. Ở đây rong không mà cô chú. Rong nhiêu không à. Đường này đi là nguy hiểm lắm nha. Cái này là nước mưa. Xích vô Nam, xích vô Nam. Nước mưa nó đọng xuống nè. Nó giỡn nè. Cái này nó trơn nhớt á. Đây. Ngoài đây nè hẩm dữ lắm nè cô chú anh chị. nhìn tùng mình đứng. Ở ngon. Thôi chạy vô rồi. Thôi tôi cũng dò lắm rồi đó. Qua đường sát chết này được nó được hả? Thôi đi trở lại chỗ cũ. Đây là cái giếng tiên quý cô chú anh chị. Tại vì ở đây rất là hẩm hiu luôn. Mình quay cho cô chú anh chị xem nè, nó hẩm dữ lắm luôn nha. Có chút xíu xíu à, bị ngang có mấy tấc à. Rong không à. Vậy là xác định được là cả chỗ anh em mình đang ở là đang đứng là sân tiên á. Đây là sân tiên. Nè. Nó cái đường bị ngang có mấy tấc à. Đường có chút ép à. Chen ngang rất là nguy hiểm nha. Hồi đi xích vô trong thì rung căng quá. Đây. Từ từ thôi nha. Từ từ thôi. Lui từ từ thôi. Cái đường này, đó, cái tảng đá này quá rồi. Trời meo rồi. Thôi đi vô đi. Cẩn thận nha. Ở đây như cái sân tiên luôn á Tần. Ở đây như một cái sân tiên luôn cô chú anh chị. Wow. Những cái tảng đá ở trên này mình nhìn chứ nó thôi lôi nhưng mà ở trên này nó rất là rộng nha. Ở trên này. Nhìn đi như cục vàng. Nhìn đi gan như cái thỏi vàng hồi xưa. Cá không địa nè. Anh thấy mấy dấu hiệu nó phong quá mấy cái tảng này hết trơn. Mấy tảng này là phong quá hết trơn nè. Thôi rồi. Cái chỗ cái lỗ của mình nè. Xuống dưới này nè. Rung dầu Nam ơi. Hả? Rung dầu quá. Rung hả? Thôi ve vô mới được. Cái hang luôn anh em mình chui á. Ở dưới á. Nó cao quá. Nhìn y như da voi á. Nó phong quá nó sọc y như da voi vậy. Ở đây có cái khe gì mà giữ thần chi địa luôn nè. Giống như một cái hang xuống luôn vậy đó. Quá khứ luôn rồi nè. Rồi nó hẩm dữ lắm hẩm luôn. Phải không? Chưa có lại luôn. Để em đi lại cái. Thôi. Tôi cũng dò quá trời cũng rồi. Hồi ôi quý cô chú anh chị ơi. Nhìn thấy ớn không? Nguyên cái này như là một cái vực thẳm luôn á Tần. Quá khứ luôn rồi. Hết sức là cái vực thẳm này nó hở coi nè. Trần rung quá rung rồi. Từ đây qua đây coi nè, nó hở coi nè. Rất là sâu nghe quý cô chú anh chị. Alo. Nhưng mà nó không có tiếng vọng nha. Ở đây không có tiếng vọng. Hết sức là cái này nó hẩm rồi. Quá chừng hẩm luôn. Ở đây nguyên một cái khối đá mà nó bể ra. Năm. Hả? Ở đây nguyên một khối đá bể ra nó lộ rồi nè. Như vậy là ở bên núi Bà Đội Ôm vẫn có nha. Nào, lấp lánh luôn nè. Có gì? Nó. Có gì? Thấy không? Nó lấp lánh luôn đó. Mình đã bay. Có gì? Nó lấp lánh như bên đá bay. Có gì? Nó lấp lánh ánh kim như bên đá bay. Nó là gì? Cái ánh kim nè, mình không biết là đá gì. Này chắc là mấy cái chất sắt ở trong cục đá. Nè, như em đưa em lia cái máy vậy là thấy nè nha. Nãy giờ thì Hoàng Nam AG để ý thì thấy những cái tảng đá Bà Đội Ôm này nó có một cái điều đặc biệt là cái chỗ này nè quý cô chú anh chị. Là cũng như mấy cái tảng này nè. Thường thường nếu như mà nó bằng á, nó bằng hết gì phải không? Nhưng mà mình nhìn nó có y gan như là những cái khe này là nó chờ để được tét ra nè. Rất là lạ luôn. Nè, mấy cái lằn này nè. Nó y gan như là nó làm sẵn cái sớ đá đó, chừng nữa nó sẽ tét ra ở vị trí đó, nó ngộ lắm. Thì cái này nè, như cái tảng mà trước màn hình của quý cô chú anh chị đó là cái tảng này là nó cũng đã từng có những cái vết hằn y gan vậy nè, bây giờ nó tét ra nè,
nó tét ra nhưng mà nó không rớt được, tại vì nó cắn cái tảng dưới này, nó cắn rất là lớn cho nên là nó cứng nhắc ở đây, nó không có rớt xuống. Và những cái tảng đá ở đây thì nó cũng có những cái dấu hiệu phong hóa rất là rõ ràng, phong hóa trơn luôn. Những cái tảng lớn này, một cái điều đặc biệt ở bên núi Bà Đội Ôm là rất là nhiều hốc, rất là nhiều hang, mà những cái hang toàn là những cái hang sâu không à. Cái hang như cái hang này nè, trước mắt quý cô chú anh chị nè, cái hang này phải nói là rất là sâu luôn. Cái hang này thì chỉ có mấy ông dài ở trong thôi, chứ không ai mà vô đây mà ở mấy cái hang này. Cái đường ngạch này nó rất là sâu xuống dưới đá luôn. Điều đặc biệt ở núi Bà Đội Ôm là nó rất là nhiều hang như thế này nè, và nó rất là còn hoang vu ở bên núi Bà. Ngồi ở đây nó rất là hẳm luôn. Nam quay cho cả nhà coi chứ Nam ngồi ở đây là Nam rất là hẳm, hẳm chân. Hang này là khá sâu nha. Một cái màu trắng tinh khiết, trắng trong, mà nó xám xám xi măng á. Nó xám xám như nó đục lại hết trơn à. Nó đục cái phần nè, nó cũng chỗ cũng đẹp lắm chứ bộ mày nè. Nguyên một tảng nó chỗ nè, nhưng mà ngặt cái nó không có sáng nó bóng như mấy cái núi kia ha. Nó có trong sáng như núi két. Với núi dài. Ở đây trên đây nguyên một dề luôn nè. Cái vùng đất ở đây không biết làm sao nữa. Nè, nguyên một dề đây luôn nè. Đó, nó chỗ cái nguyên một dề trên mặt đá luôn á. Cô chú anh chị xem nè. Mà nó không có sự trong sáng, nó trong không sạch. Nó không có sáng như sạch như mấy cái mình, bãi kia. Mình nghĩ là ở đây nó chưa có, không có nước á. Không phải đâu, có nước á, có nước trên núi mà đá mà đâu có liên quan gì nước. Có mình có cảm nhận như nó không có cái sự tinh khiết giống như những cái ngọn núi khác. Núi mà đặc biệt nha, cái vách này hình như là nó bị bể ra nha, chứ không phải là tự nhiên nha. Này là thì nó bể ra. Nó đã bị bể ra rồi. Nó bị chỗ ra nè. Nhưng chúng ta để không? Những cái loại đá ở đây nó cảm giác nó không có sáng sủa cho mấy. Nó sáng, nó tối sao? Cái màu u tối sao á, dùng đất mà đo hôm nay nè. Kể cả những hợp thể tinh anh nó cũng vẫn bị vẫn đục, đục màu xám xi măng. Đục ngầu luôn. Đục ngầu là nhìn rất là giống xi măng của mình chét vô luôn, đúng không? Ừ. Không có được độ trong giống như ở mấy khu vực mình quay. Không hiểu lý do gì. Này là nguyên về luôn nè. Đó là của đó chị. Con tắc kè, con tắc kè. Con tắc kè núi. Con tắc kè núi này quá chừng bự rồi quý cô chú anh chị ơi. Con này mà sáng em chỉ hai anh nè. Tắc kè núi. Quá bự rồi. To quá to ha. Phải nói là nó hết sức, nó bự, nó cỡ cùm tay em luôn rồi. To lắm, cái này là tắc kè núi nha. Giống như cái khối đá qua mình quay đúng không Nam? Đúng rồi. Rất là giống nó, con mắt nó tròn như vậy á. Chị đừng thấy có mấy chấm đỏ nữa ta. Bông bông. Nó có khả năng chuyển đổi màu sắc theo đá mà. Con này là tắc kè bông. Cho giống đá đó để nó tránh cái thù. Con này là tắc kè bông nè. Tắc kè bông. Kè bông hả? Ừ. Còn sáng mà em chỉ hai anh mà nó chạy vô đá viết lên đó. Cái màu đen cũng nó sợ nó đổi màu thôi. Ừ. Hồi sáng đâu rồi? Đó. Chạy vô rồi. Chạy gì rồi? Chạy rồi. Và ở video này tới đây thì cho phép Nam được kết thúc video. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn, những khán giả thân thương của kênh Hoàng Nam AG đã đồng hành cùng Hoàng Nam AG suốt thời gian qua. Và hẹn gặp quý cô chú anh chị và các bạn ở video sau của Hoàng Nam AG nha. Mến chúc quý cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe và luôn gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hẹn gặp mọi người ở video sau. Thân ái kính chào.